Nam em hé lộ người đàn ông đặc biệt trong cuộc đời không phải Bạch Công Khanh. Đây là một gương mặt không còn xa lạ gì với khán giả. Mới đây, Nam em có đêm diễn tại Phong Tra. Đây cũng là lần đầu tiên cô nàng xuất hiện trước khán giả sau nghi vấn rạn nứt tình cảm với Bạch Công Khanh. Đáng chú ý, trong đêm diễn này, Nam em và Bạch Công Khanh không song ca cùng nhau, thậm chí cặp đôi công khai lướt qua nhau dù chạm mặt khiến dân tình chú ý. Trong khi câu chuyện cả hai ngó lơ nhau trong cùng một đêm diễn khiến ai nấy bất ngờ, thì mới đây cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của Nam em trên sân khấu. Theo đó, không hát cùng Bạch Công Khanh, cô nàng đã giới thiệu ngay một ca sĩ hát cùng mình. Cụ thể, Nam em chia sẻ: "Em xin mời anh Hamlet Trương lên sân khấu cùng Nam em. Đây là một người thầy đã dẫn dắt em vào con đường ca hát." Hóa ra, nhạc sĩ Hamlet Trương chính là một người anh đặc biệt đối với Nam em. Ngay khi được Nam em gọi bằng thầy trên sân khấu, Hamlet Trương đầy hài hước phản bác lại: "Tôi không có dạy bà ngày nào hết đó bà ơi, tự nhiên kêu thầy nghe nặng nề quá." Ngay sau đó, cả hai có màn song ca nước mắt đầy ăn ý với nhau, khiến khán giả không ngớt tràn pháo tay khen ngợi. Đây không phải là lần đầu tiên Nam em và Hamlet Trương hát cùng nhau. Trước đó, cả hai có từng nhiều đêm diễn chung và nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả. Ngay sau khi kết thúc đêm diễn, Nam em đã có những chia sẻ đầu tiên của mình về lùm xùm những ngày qua. "Buông bỏ đi mọi người ơi, cuộc sống của ai thì người đó tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Cuối cùng thì cũng muốn cống hiến cho nghệ thuật. Mình tôn trọng Khanh, nhưng có là đoạn đường này không còn duyên đi với nhau nữa. Thôi thì mình lại có cuộc sống mới tích cực và lạc quan nào." Trong khi đó, Bạch Công Khanh vẫn im hơi lặng tiếng, chưa có một lời giải thích nào. Không phải tự nhiên nhưng mà khán giả yêu cầu Bạch Công Khanh giải thích, mà là vì trong những đêm diễn trước, Bạch Công Khanh luôn dành những tình cảm ấm áp, những cử chỉ, những hành động vuốt tóc, những ánh mắt thiết tha dành cho Nam em. Điều đó khán giả nhận ra rằng không phải là diễn. Diễn sao mà tài ba như vậy? Một là thật, hai là cố tình. Do đó, khán giả cần một lời giải thích từ Bạch Công Khanh. Các bạn ơi, các bạn nghĩ sao về cuộc tình của Nam em và Bạch Công Khanh? Hãy để lại bình luận nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.